Mở đầu buổi thiền trà là ba hồi chuông lắng tâm thanh tịnh. Trong không gian tĩnh lặng, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã có bài pháp thoại ngắn giải thích về ý nghĩa nuôi dưỡng đạo tâm. Mỗi người con Phật cần tiếp tục phát khởi Bồ đề tâm một cách kiên định, nuôi dưỡng tấm lòng phục vụ chúng sanh, phụng sự Tam Bảo để mỗi ngày thiện căn được tăng trưởng. Trong cái không khí ở dưới cái đèn hoa đăng lung linh như thế, rồi là chúng ta được quán chiếu lại tự thân, rồi thật sự là những cái giây phút hết sức là hạnh phúc, mình sống với chính mình để rồi lắng nghe lại cái tâm niệm của mình, trải nghiệm một cái đời sống tu học, là kết nối được cái tình pháp lữ và cái tình thầy trò ở trong một cái ngôi tự viện, ở trong một cái trường hạ. Trong không khí trang nghiêm, dưới ngọn đèn hoa đăng lung linh, ấm áp tình pháp lữ, Chư Tôn Đức cùng đại chúng thưởng thức hương vị của dòng nước trà thanh mát, lắng đọng tâm tư, thực hiện nghi thức tọa thiền, tĩnh tâm quán chiếu tự thân. Con cảm thấy buổi thiền trà rất là ý nghĩa, bởi vì để cho tăng ni sinh chúng con nói riêng và cùng với quý thầy, quý sư cô, cũng như là ban chức sự có thể ngồi lại với nhau, có thể trò chuyện với nhau, nói lên những điều, những tâm tư hoặc là những nguyện vọng của chúng con. Con cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Nghe lại những tiếng chuông cảnh tỉnh để thức lại nhân tâm. Nhờ cái buổi thiền trà này mà cảm thấy được giá trị của người tu luôn luôn tâm để tỉnh thức và lắng đồng để tri cổ nghiệm kim, để lượm lặt những gì trong đời tu của người con Phật. Buổi thiền trà khép lại trong niềm hỷ lạc và biết ơn. Đây là dịp để mỗi hành giả tự soi chiếu bản thân, tinh tấn tu học, nuôi dưỡng đạo tâm để trở thành trưởng tử Như Lai, tiếp nối sự nghiệp mà Chư Tôn Đức tiền bối đã dày công xây dựng.